nè, đứa sáng đi hát, cô đứng hát ở ngoài sân khấu Hạnh Hội đóng chết miệng, cô hát xong rồi vô anh đang nói trời ơi hát như vậy đó chị, vô lãnh lương đi về à, tôi mới ôm cười anh, ôm bò ôm ảnh nói anh ơi em giữ gìn sức khỏe nghe anh, tuổi mình giờ lớn rồi anh, nói chị cũng vậy nghe.